à về danh hỏi bài miễn chỉ trả lời tức thì vào thư viện anh tải ngay về danh xin chào các con cô là phương thảo người sẽ đồng hành cùng các con trong chương trình môn toán lớp 3, bộ sách kết nối trí thức với cuộc sống ngày hôm nay cô thảo rất vui khi được đồng hành cùng các con trong chủ đề số 5. một số đơn vị đo độ dài khối lượng dung tích nhiệt độ bài 30 mươi ml Xin chào các con, cô là Phương Thảo, người sẽ đồng hành cùng các con trong chương trình môn toán lớp 3, bộ sách kết nối trí thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, cô Thảo rất vui khi được đồng hành cùng các con trong chủ đề số 5, một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ, bài 30, milimét Trong tiết học này, các con sẽ được khám phá một đơn vị đo độ dài. Và cụ thể đó chính là độ dài mm. Vậy, mm có mối quan hệ như thế nào với các đơn vị đo độ dài mà cô trò chúng mình đã được tìm hiểu trong chương trình môn toán lớp 2? Thì bài học ngày hôm nay sẽ giúp các con trả lời câu hỏi đó. Cô mời chúng mình cùng cô đến tiết số 1, mm. Giờ thì hãy ngồi thật ngay ngắn và cùng cô Thảo khám phá những điều thú vị của bài học ngày hôm nay nhé. Cô mời các con cùng đến với hoạt động đầu tiên hoạt động khám phá. Trên màn hình của cô Thảo đó là một chiếc thước và một que kem. Các con hãy quan sát và cho cô biết độ dày của cái kem là bao nhiêu mm. Chúng mình quan sát thấy rằng que kem này có độ dày đó là 1 mm. Khi đó cô Thảo nói mm là đơn vị đo độ dài. Mm được viết tắt là hai chữ M viết cạnh nhau. Và đặc biệt, chúng mình quan tâm đến mối quan hệ của đơn vị mm Và đặc biệt, chúng mình quan tâm đến mối quan hệ của đơn vị mm với đơn vị cm. Ta thấy rằng 1 cm sẽ bằng 10 mm. Vậy 1 m sẽ bằng bao nhiêu mm? Các con thân mến, 1 cm sẽ bằng 10 mm và 1 m sẽ bằng 1000 mm. Và đây chính là mối quan hệ của đơn vị mm với đơn vị cm và đơn vị lớn hơn đó là đơn vị m. Các con hãy nhớ nhé. Và để chúng mình có thể rõ hơn về đơn vị mm, cô mời chúng mình cùng cô đến với hoạt động tiếp theo. Bài số 1 điền số thích hợp thay cho mỗi dấu hỏi chấm. Cô Thảo có hai chiếc thước và hai độ dài đó là độ dài đoạn AB và độ dài của đoạn CD. Trước hết chúng mình cùng quan sát vào độ dài của đoạn AB. Bài toán hỏi độ dài của đoạn AB dài bao nhiêu mm? Thật dễ dàng để có thể biết được độ dài của đoạn AB dài 2 cm. Vậy các con đã biết 1 cm sẽ bằng 10 mm. Vậy 2 cm sẽ bằng 20 mm. Vậy các con có thể dễ dàng trả lời. Độ dài của đoạn thẳng AB đó là Vậy các con có thể dễ dàng trả lời, độ dài của đoạn thẳng AB đó là 20 mm. Tương tự như vậy, ta quan sát vào trước thức thứ hai, ta thấy rằng Đoạn thẳng CD dài 3 cm. 1 cm bằng 10 mm. Vậy 3 cm sẽ bằng 30 mm. Vậy đến đây ta nói độ dài đoạn thẳng CD bằng 30 mm. Vậy là bằng việc thực hiện đổi đơn vị cm sang đơn vị mm. Cô và các con đã dễ dàng có thể hoàn thành bài tập số 1 rồi đấy. Còn bây giờ, cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu chúng mình điền số thích hợp thay cho mỗi dấu hỏi chấm. Cô Thảo có tất cả 3 phần: phần A, phần B và phần C. Trước hết để làm bài này, chúng mình hãy nhớ lại mối quan hệ giữa đơn vị cm với đơn vị mm và mối quan hệ của đơn vị m với đơn vị mm. Ta có 1 cm sẽ bằng 10 mm, vậy ta dễ dàng thực hiện điền 10. 1 cm bằng 10 mm. 1 m bằng 1000 mm, vậy cô thảo điền 1 m bằng 1000 mm. Đây chính là bài toán chuyển đổi từ đơn vị lớn là đơn vị cm sang đơn vị bé là đơn vị mm hay chuyển đổi từ đơn vị lớn mét sang đơn vị bé là mm. Còn phần B thì sao nhỉ? 10 mm bằng bao nhiêu cm? Con thấy rằng 10 mm sẽ bằng 1 cm. Và 1000 mm sẽ bằng 1 m. Đây chính là bài toán chuyển đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn. Vậy còn phần C? Ta có 6 cm sẽ bằng bao nhiêu mm? Vì 1 cm bằng 10 mm nên 6 cm sẽ bằng 60 mm. 2 cm thì bằng bao nhiêu mm nhỉ? Ta có 2 cm sẽ bằng 20 mm đấy. Vậy là dựa vào mối quan hệ của đơn vị cm với đơn vị mm và mối quan hệ của đơn vị m với đơn vị mm Cô trò chúng mình đã có thể dễ dàng hoàn thành bài tập số 2 rồi. Còn bây giờ cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 hỏi: Bạn nào dài hơn? Có hai người bạn. chào các bạn tứ là kiến. Bài tập số 3, bạn nào dài hơn? Có hai người bạn, đó là bạn V sầu và bạn kiến. Bạn ve sầu Trao kiến, tớ có chiều dài là một Trao kiến, tớ có chiều dài là 3cm. Trao ve sâu, tớ có chiều dài là 3mm đấy. Vậy bạn ve sâu dài hơn hay bạn kiến dài hơn? Để biết được bạn ve sâu dài hơn hay bạn kiến dài hơn thì chúng mình sẽ cùng cô thực hiện so sánh giữa đơn vị đó là 3 cm với 3 mm. Ta thấy rằng đây chính là hai số đo chưa cùng đơn vị đo độ dài. Một cái là cm còn một cái là mm. Vậy bước đầu tiên để so sánh được, các con cần chuyển đổi về cùng một đơn vị đo và cụ thể ở đây đó là chuyển đổi về đơn vị mm. Ta có 3 cm sẽ bằng 30 mm. Vậy đến đây ta thấy rằng 30 mm sẽ lớn hơn 3 mm. Và đến đây ta có thể kết luận được rằng bạn ve sầu dài hơn bạn kiến đấy. Vậy là dựa vào việc so sánh các đơn vị đo độ dài, các con có thể dễ dàng biết được bạn nào dài hơn và bạn nào ngắn hơn đấy. Ngày hôm nay, cô và các con đã cùng nhau khám phá thêm một đơn vị đo độ dài bé hơn cm và bé hơn mét, đó chính là đơn vị mm. Và trong tiết học sau, cô và các con sẽ làm thêm các bài tập liên quan đến đơn vị đo độ dài mm để các con có thể rõ hơn nhé. Con mèo của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô Thảo gửi lời cảm ơn đến các con đã dành thời gian theo dõi hết video bài học này và hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Xin chào các con, cô là Phương Thảo. Người sẽ đồng hành cùng các con trong chương trình môn toán lớp 3 bộ xét kết nối trí thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, cô Thảo rất vui khi được đồng hành cùng các con trong chủ đề số 5. Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ. Bài 30, mm Trong tiết học trước, cô và các con đã cùng nhau khám phá về đơn vị đo độ dài, đó là mm Chúng mình đã biết được đơn vị đo mm nhỏ hơn đơn vị cm và nhỏ hơn đơn vị mét. Các con đã cùng nhau khám phá mối quan hệ giữa đơn vị mm với đơn vị cm và mối đơn mối quan hệ giữa đơn vị mm với đơn vị mét. Và ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang tiết số 2, luyện tập. Giờ thì hãy ngồi thật ngay ngắn và cùng cô Thảo khám phá những bài học thú vị trong tiết học ngày hôm nay nhé. Cô mời các con cùng đến với thử thách số 1. Bài số 1 yêu cầu chúng mình thực hiện tính Thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia với đơn vị đo độ dài đó là mm. Và chúng mình sẽ làm như sau. 200mm cộng 100mm bằng bao nhiêu? Bài số 1. Bài số 1 yêu cầu chúng mình thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia với đơn vị đo độ dài đó là mm. Và chúng mình sẽ làm như sau. 200 mm cộng 100 mm bằng bao nhiêu mm? Các con sẽ thực hiện lấy 250 cộng 100 bằng 350, sau đó các con sẽ viết đơn vị kèm theo đó là mm. Vậy con có kết quả đó là 350 mm. 420 mm trừ 150 mm bằng bao nhiêu nhỉ? À

phép tính số 6. 11 mm x 3 ta có 11 x 3 bằng 33. Vậy 11 mm x 3 bằng 33 mm. Và phép tính cuối cùng 50 mm x 2 ta có 50 x 2 bằng 25. Vậy 50 mm x 2 bằng 25 mm. Vậy là vừa rồi cô và các con đã cùng nhau thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia với đơn vị đo độ dài là mm. Chúng mình hãy nhớ nhé, còn bây giờ cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng mình thích hợp điền số thích hợp thay cho mỗi dấu hỏi chấm. Ta có đây là các bài toán liên quan đến giảm một số đi một số lần và gấp một số lên một số lần. Các con hãy nhớ lại, xem với bài toán gấp một số lên một số lần, chúng mình sẽ làm như thế nào? Chúng mình sẽ lấy số đó nhân với số lần. Còn với bài toán giảm một số đi một số lần thì các con sẽ lấy số đó chia cho số lần. Và cụ thể ta làm bài này như sau. 16 mm gấp 5 lần. Nghĩa là con lấy 16 x 5 bằng 80. Vậy con thực hiện điền 80 mm. Tiếp theo, 68 mm giảm 4 lần. Nghĩa là con lấy 68 chia 4 bằng 17 nên 68 mm giảm 4 lần bằng 17 mm. 15 mm giảm 15 mm gấp 4 lần, nghĩa là lấy 15 x 4 bằng 60 nên 15 mm gấp 4 lần bằng 60 mm. Và phép tính cuối cùng, 78 mm giảm 3 lần. Con lấy 78 chia 3 bằng 26. Vậy 78 mm chia gạp. Vậy 78 mm giảm 3 lần bằng 26 mm. Vậy là với bài toán số 2 liên quan đến bài toán giảm một số đi một số lần và gấp một số lên một số lần, chúng mình đã hoàn thành xuất sắc. Còn bây giờ, cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 là một bài toán có lời văn đề bài như sau. Ốc sen đi từ nhà đến trường học bạn ấy đã đi được 152mm. Quãng đường còn phải đi dài 244mm. Hỏi quãng đường ốc sen đi từ nhà đến trường học dài bao nhiêu mm? Cần quan sát vào hình ảnh minh họa, ta thấy rằng có một con ốc sen đang chăm chỉ đi học. Bạn ốc sen bỏ từ nhà của mình đến trường học. Bạn ốc sen đã đi được 152mm. Và quãng đường còn lại ốc sen phải đi dài 264mm. Và bài toán hỏi, quãng đường ốc sen đi từ nhà đến trường dài bao nhiêu mm? Để biết được quãng đường ốc sen đi từ nhà đến trường dài bao nhiêu mm, chúng mình sẽ làm như thế nào? Chúng mình sẽ lấy độ dài mà quãng đường bạn ốc sen đã đi được là 152mm, cộng với độ dài quãng đường còn lại mà ốc sen phải đi là 264mm. Ta có phép tính 152 cộng 264. Và với bài này chúng mình sẽ cụ thể trình bày bài giải như sau. Bước 1 con viết lời giải. Quãng đường ốc sen đi từ nhà đến trường giải số mm là 152 cộng 264 bằng 416 mm. Đáp số 416 mm. Vậy là quãng đường bạn ốc sen đi từ nhà đến trường học sẽ dài 416mm đấy. Đây chính là một bài toán có liên quan đến đơn vị đo lộ dài và cụ thể đó chính là đơn vị mm. Và bây giờ cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 có đây bài như sau. Cào cào tập nhảy mỗi ngày. Ngày đầu tiên cào cào nhảy xa được 12mm. Một tuần sau thì cào cào nhảy xa được gấp 3 lần ngày đầu tiên. Hỏi khi đó, cao cao nhảy xa được bao nhiêu mm? Để giải được bài toán này, trước hết chúng mình cùng cô phân tích xem bài toán cho chúng mình biết gì và bài toán yêu cầu chúng mình làm gì. Bài toán cho chúng mình biết, bạn cao cao tập nhảy. Ngày đầu tiên, cao cao nhảy xa được 12mm. Một tuần sau, thì cao cao nhảy xa được gấp 3 lần ngày đầu tiên. Và bài toán hỏi, khi đó cao cao nhảy xa được bao nhiêu mm? Đây chính là bài toán cấp một số lên một số lần. Để giải được bài toán này, ta sẽ lấy số đó là 12 nhân với số lần cấp lên đó là 3, ta có phép tính 12 nhân 3. Và với bài này, chúng mình sẽ trình bày bài giải cụ thể như sau. Bước 1 con viết lời giải. Khi đó cào cào nhảy xa được số mm là Bước 2 phép tính 12 x 3 bằng 36 mm Bước 3 đáp số đáp số 36 mm Vậy là sau một tuần thì bạn cào cào sẽ nhảy xa được 36 mm. Vậy là ngày hôm nay cô và các con đã cùng nhau chinh phục các bài toán liên quan đến các phép tính của đơn vị mm. Bài toán gấp một số và giảm một số đi một số lần liên quan đến đơn vị mm và hai bài toán xuất phát từ trong cuộc sống thực tiễn liên quan đến đơn vị mm. Một bài học vô cùng thú vị. Với đơn vị đo độ dài là mm phải không nào? Cô Thảo gửi lời cảm ơn đến các con đã dành thời gian theo dõi hết video bài học này và cô Thảo hẹn gặp lại các con trong các bài học tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Khoa học Việt Dách. Sự chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Dách.